để có được một đời sống thong dong tự tại cực kỳ là khó. Nội cái việc mà mình đủ đầy về vật chất bên ngoài thôi là rất là khó rồi, việc mà mình có đầy đủ về sự hiểu biết là cực kỳ khó rồi, mình phải có đầy đủ về sức khỏe nữa cũng cực kỳ khó rồi, mà khi mà mình đã đủ đầy ba yếu tố này rồi á, mình cũng chưa thực sự là thong dong tự tại trong cái xã hội này. Đây là một yếu tố mà cực kỳ quan trọng nữa mà cần phải biết trước khi mình đủ đầy ba yếu tố đó, có nghĩa là trước khi sự giàu có đến với bạn thì bạn phải biết điều này. Tất cả những người giàu á, họ đều bỏ rất là nhiều tiền ra để mà mua cái thứ vô hình này, đó chính là sự an toàn cho bản thân mình. Bạn để ý những người mà giàu có, những người nổi tiếng, họ phải bỏ tiền ra để mà thuê bảo vệ, để mà bảo vệ mình. Và mình thấy họ dường như là mất tự do. Họ đi ăn, đi uống không thể tự nhiên như một người bình thường như mình được. Họ phải có bảo vệ. Họ sợ đi vào những cái chốn công cộng thì họ sẽ bị cái này nọ bị dòm ngó và họ không hề có một tự do. Yếu tố tự do cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn thong dong tự tại, bạn cần phải sống một cách ẩn mình. Mà những người giàu có ở Đức, ở bên nước Đức á, những người giàu có ở Đức Đức họ rất là hiểu điều này, và đa số họ, những người Đức giàu có, họ đều có một đời sống rất là ẩn mình, kể cả trong giới truyền thông và cho đến giới xã hội. Nhà cửa họ ở không cần phải to mà họ rất là giấu kín sau những bức tường, hoặc là có như một cái nhà to nhưng họ sẽ làm như là nhìn vào đó là nhiều căn hộ ở, nhưng thực sự là chỉ có một mình họ thôi. Họ không chọn đi một chiếc siêu xe, và một cách sống ẩn mình ở đó thì thực sự họ mới đạt được cái sự tự do. Có của cải, có mọi thứ trên đời, nhưng đến một ngày đó bạn sẽ thấy rằng sự tự do rất là quan trọng. Vậy thì đây là yếu tố rất là quan trọng, là mình cần phải sống ẩn mình, kể cả những cái người mà có sự hiểu biết rất khôn ngoan đó, họ luôn luôn lưu về ở ẩn và sống ẩn mình như vậy để họ có một đời sống tự do hơn. Đây là yếu tố mà mình cảm thấy cực kỳ quan trọng. Nếu mà muốn ai mà muốn mong cầu được có một đời sống thanh bình, một đời sống thanh thản, an vui tự tại, thong dong, sống làm cái gì mình cũng tự do mà không bị để ý dòm ngó, thì cần phải sống ẩn mình. Nói chung là sống đừng khoe khoang một chút xíu. Mình giàu mình cũng đừng cho người ta biết mình giàu, mình nghèo mình cũng đừng cho người ta biết mình nghèo. Đó chính là một đời sống rất là khôn ngoan, và sự hiểu biết cũng vậy luôn. Nếu mà bạn là một bác sĩ tài giỏi, ngày nay thì mình vì ngày nay thì không nói gì, nếu mà bác sĩ tài giỏi thì đương nhiên sẽ được làm ra nhiều tiền hơn, nhiều người biết đến họ chữa trị, làm nhiều tiền hơn, con sẽ giúp nhiều tiền hơn. Hoặc ca sĩ nổi giỏi, ca sĩ hát hay thì sẽ nổi tiếng hơn, làm ra tiền nhiều tiền hơn. Những cái người mà nó thì bây giờ xã hội gọi là KOL á, bạn cho người nổi tiếng là KOL thì bạn sẽ có một cái thương hiệu cá nhân của bạn, bạn sẽ làm ra được nhiều tiền hơn, nhưng bạn sẽ đánh đổi là bạn sẽ mất tự do. Bây giờ bạn đi ra đường sẽ bị người ta dòm ngó, người ta tới xin chữ ký hay là tới chụp hình thì cũng là rất là phiền toái rồi đó. Thì một trong những cái mà mình muốn bạn chia sẻ ngày hôm nay với các bạn á, là trước khi bạn muốn trở nên giàu có đó, thì bạn hãy cố gắng rằng làm sao đừng có sống để mà thể hiện, hoặc là để mà trở nên người nổi tiếng quá thì cũng sẽ mất được cái tự do của mình, mà khi đó mình tiền bạc mình cũng không thể mua được, tiền bạc cũng không thể mua được những cái tự do đó. Một trong những cái nữa mình đọc trong cái Tam Quốc Chí thì trong Trung Quốc có một ông Hoa Đà, là ông Hoa Đà là một ông bác sĩ rất là giỏi trong cái thời ông lương y rất là giỏi của Trung Quốc, nhưng mà ổng bị ông Tào Tháo bắt nhốt vào tù cho đến chết cuối đời. Mục đích bắt nhốt để chữa bệnh cho mình thôi. Thì mình cảm thấy giống như là một con người mà sao giống như một con vật mà bị bắt nhốt, mà họ đâu phải có tội, không có tội lỗi gì hết mà lại bị bắt nhốt vào trong cái ngục đó. Thì những người tài giỏi giống như là những cái món đồ hay là một một con
một con vật quý vậy mà bắt vậy. Mình thấy trong cái xã hội này nó phức tạp như vậy. Nếu mà bạn trở thành một người nổi tiếng hay một bạn có một người có giá trị, bạn có giá trị mà được nhiều người biết đến, bạn sẽ là đối tượng săn lùng của những thế lực cao hơn. Thì đó chính là mấu chốt để mà muốn có một cái đời sống tự do ở mức cao. Nếu bạn muốn có một đời sống tự do, thông dong tự tại, thì tốt nhất là không trở thành KOL, không trở thành người nổi tiếng. Thứ hai là nếu có giàu có thì sống một cách ẩn dật, đừng có phô trương ra cho người ta biết mình giàu, đừng cho người ta biết mình nghèo, thì lúc đó bạn mới thực sự có một đời sống thông dong tự tại như mình bây giờ. Đó, đang ngồi trong một cái ngôi chùa thanh bình, thanh thản, thông dong tự tại. Đó, chia sẻ những cái này là điều mà mình ghi chú lại. Đây là những video của mình ghi lại để sau này mình xem lại và mình nhớ thôi. Nó giống như là vlog của mình. Và hy vọng bạn sẽ thích cái video này. Trước khi trở thành giàu có, hãy nhớ điều này. Sự tự do của bạn không thể mua bằng tiền. Sau này nếu bạn trở nên giàu có thì tiền bạc rất là nhiều cũng không thể mua được sự tự do cho bạn. Bạn đi đâu cũng sẽ bị người ta dòm ngó, không được tự do. Và bạn muốn đi ra đường, bạn cần phải có bảo vệ. Bạn phải có bảo vệ cho con cái bạn, gia đình bạn. Rất là phức tạp. Thành ra tốt nhất hãy ẩn mình, hãy sống một cách ẩn dật và tự do thông dong. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.